Các bạn thân mến, đất trời Tây Bắc là một khu vực vô cùng rộng lớn và có rất nhiều những sắc thái dân tộc khác nhau cùng sinh sống. Và ngày hôm nay thì mình đang tới bản Xìn Thầu 2, một ngôi làng biệt lập nằm ở cuối cùng của đất trời Tây Bắc, nơi mà giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cách tôi một khoảng thôi. Đây, các bạn có thể nhìn tít sang bên kia, đấy chính là khu vực của nước láng giềng Trung Quốc rồi. Và bây giờ thì tôi đang trên một cái con đường rất là ngoằn ngoèo, rất là dài để đi vào phía bên trong bản. Có lẽ đây là một trong những cái bản làng ở vùng sâu vùng xa mà tôi thấy con đường đi lại nó dễ dàng nhất. Nên mọi người nhìn thấy đường to mà rộng, thậm chí là có thể hai chiếc ô tô đi qua được. Tôi đã gặp những cư dân đầu tiên ở ngôi làng phía bên trong. Không biết là cô đi đâu, cô ôm một cái bó gì ấy rất là to. Chào cô ạ. Cô đi đâu đấy? À, đi chợ à? Ủa, cái đường xa thế mà cô đi bộ á? À? Có xe. Không có xe à? Thế cô đi bao lâu nó mới tới? 50 tuổi. À, cô 50 tuổi à? À, tôi thấy cái đường, mọi người thấy đấy, cái đường nó rất là xa và cô đi bằng đi bộ thôi. Thế phải đi rất lâu mới tới. À, tôi thấy cô ôm một cái bó này là bó chít thì phải. Cái này thường sẽ được người ta mua về để làm chổi, đúng không cô? Cái bó này thì cô sẽ bán được khoảng bao nhiêu tiền? Dạ, cái bó này này, bó này thì chuyên để làm chổi rồi, mọi người biết rồi. Nhưng mà cô sẽ bán được khoảng bao nhiêu tiền cái bó này ạ? 15. 15 gì ạ? 15.000 cái bó này. Mà cô đi bộ khoảng gần chục cây để ra đến chợ để bán và lấy 15.000. Ôi ôi, cái này vất vả thế nhỉ? Đi cây mật. Đấy, cô cứ đi đi. Thì tôi lại bắt cô đỗ lại thì đi hơi lâu. Cô đi ra tận chợ to hả? Cô đi ra tận cái chợ to đùng ấy à? Không biết. À, có vẻ như là cô cháu tôi cũng rất khó giao tiếp với nhau. Được rồi, thế cô đi đi ạ. À? Một người phụ nữ, tôi đoán là dân tộc Dao đúng không? Cô là người Dao ạ? À? Đó, là đi bộ khoảng hơn chục km từ trung tâm cái thôn, cái bản để ra phía ngoài chợ lớn và bán một cái bó chít 15.000 thôi. Thực sự là cái kiếm tiền ở trên vùng cao nó rất là khó khăn ấy. Không biết là có nên mua giúp cô cái này. Cô có bán cái này không? Bao nhiêu tiền để cháu mua nào? Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu để cháu mua ạ? Thôi, tôi cứ mua giúp cô đi. Thấy cô đi xa quá. Xem nào. Cái chỗ chổi này cháu mua của cô nhá. Được không? Cô bán không? Cô bán không? Cháu mua bằng này đủ không? Cháu lấy. Vâng, bằng này đủ không? Không cần. Dạ? Cần. Không cần cân đâu. Bằng này có đủ không? Hay là phải nhiều hơn? Bao nhiêu ạ? Bằng này đủ chưa ạ? Nếu mà 15.000 thì cái này nhiều hơn rồi mà. Cô bán này cho cháu nhá. Cháu mua. Cháu mua. Vâng. Bán cho cháu đi. 15.000 bà, 50.000 cô có bán không? Em chào anh. Đi đi anh. Em đang bảo là cô ấy bán cái bó chít này cho em. Cái bó này thì sẽ khoảng bao nhiêu tiền hả anh? Không biết được. Không biết cô bán cần bao tiền. Mà lái phiền này. Không phải vì dùng mà chẳng. Nên cũng phân mỗi cặp tính mẹ. Một cân bao nhiêu tiền hả anh? Một cân bình thường bán là dưới kia là 16.000. À, một cân 16.000 thì cái này không biết là bao nhiêu cân nhỉ? Mình chỉ nhắc đoán thôi, không có cân thì nhắc đoán thử cái. Thế thì cũng khó, tôi cứ tưởng cả cái bó này 15.000 hóa ra là một cân 15.000. Một cân 16.000 ạ. Vâng, vâng. Thế anh đi đâu đấy ạ? Xuống Hùng Pèng. Anh có cho cô này đi nhờ được không? Được. Được hả? Cho cô đi nhờ. À, thế. Thế em gửi anh ít tiền xăng anh cho cô đi nhờ được không? Không. À, không cần hả? Vâng, không sao. À, thế à? Vâng. Cô đi dọc đường thì anh nhờ đi. À, thế à, đấy. Bởi vì đi bộ phải 15 cây mà đúng không? Vâng, vâng. 10, 15 cây gì đấy. Vâng, 5 cây. Nó rất là xa. Này, cho cô một ít, cô mua quà dọc đường này. Rồi, em cảm ơn anh nhá. Rồi, vâng ạ. Rồi, chào chào cô. Đi bộ quá là xa luôn, may quá gặp được ông anh tốt bụng, ông chở đi luôn. Chú ơi, chú không đi du xuân à? Chú không đi chơi xuân à? Vâng.
Chú đang trồng cây gì đấy? Đang trồng khoai. À, trồng khoai à? Chú với cô trồng khoai à? Nhà chú có phải ở trong cái bản này không? Có. Thế tí chú có đi về không? Chắc chưa mới đi. Chưa à? Thế nếu cháu gặp chú ở trong đấy, cháu xin một bữa cơm được không? Vâng, được rồi. Nhà chú có con gà không? Có. À, có. Vâng. Thế cô chú làm việc nhá, cháu lại đi vào trong đây. Vâng. Sau một quãng thời gian đi bộ bờ hơi tai thì tôi đã tiếp cận được vào phía bên trong ngôi làng và cũng gặp rất nhiều những người dân ở đây họ đi làm. Đây rồi, có một vài ngôi nhà đã xuất hiện rồi. Mình rất là ấn tượng với ngôi làng này luôn. Khi mà nhìn trên cao thì những cái mái nhà ấy, nó còn rất là cũ ấy, chỉ lác đác một vài ngôi nhà xây thôi. Và nhìn nó cảm giác như vẫn còn giữ được những cái nét rất là cổ kính ngày xưa và nó cũng rất là bình yên. Và không biết là mọi người để những cái bao tải thì rất to phía ngoài đường này. À, sắn. Sắn tức là cái khoai mì. Ui, nhiều thế. Chắc là của một hộ gia đình ở đấy họ chuẩn bị bán ra phía ngoài. Cái địa hình này, đồi đất như này thì cũng rất thích hợp để trồng những cái cây sắn. Nó không quá khắc nghiệt như một vài vùng đất khác. Bây giờ vẫn còn là cái dịp đầu năm, tôi còn nghe thấy rất nhiều những cái âm thanh, âm nhạc ở phía bên trong ngôi làng được phát ra từ những cái chiếc loa rất là lớn luôn. Có vẻ như là ngôi làng này cũng rất là vui vẻ đấy, vui tươi đấy. Từ đầu làng đến cuối làng ấy, toàn nghe thấy tiếng nhạc luôn. Ngôi làng này thì tôi thấy được đầu tư cũng khá là nhiều này. Cái đường nhỏ nhỏ này có vẻ như là đường internet nhé. Và đường điện rồi hệ thống chiếu sáng ở trong làng. Ôi, rất là đẹp ấy. Và rất là đầu tư luôn. Rất là đầy đủ. Đấy, những cái nhà đầu tiên, những cái ngôi nhà mà khá là cổ kính. Thậm chí là ngôi nhà phía dưới này này. Cái mái của nó còn phủ rêu rồi. Đấy. Âm nhạc xinh xịch, rất là vui tai. Và một cái điều đặc biệt nữa thì mình thấy rằng là cái đi lại phía bên trong ngôi làng thì cũng dễ dàng hơn so với một vài nơi tôi từng đến, đều được đổ bê tông này. Bây giờ thử xem nào. Nên đi cái hướng nào, vì nó có hai đường. Mình cứ đi đường này đi. Để xem là hôm nay có duyên gặp gỡ được những cái điều gì thú vị không. Vì người Dao thì tôi cũng chưa tiếp xúc nhiều lắm, như người Mông tôi cũng chưa quá hiểu nhiều về tính cách cũng như là phong cách của họ, và hơn nữa là có rất nhiều những cái nhóm người Dao khác nhau, mình cũng chưa thể phân biệt được đâu là người Dao nào, đâu là người Dao nào. Bản thân tôi cũng khá là bất ngờ khi mà đến Lai Châu ấy, thì thấy rằng đời sống của bà con trên này thực sự là cũng rất là tốt. Tôi cảm giác như là họ còn giàu có hơn một vài cái vùng đất khác ấy, vì nhìn nhà cửa rồi nhìn đường xá rồi nhìn mọi thứ, mình cứ cảm giác họ rất là giàu. Bây giờ thì tôi đã gặp được thêm một cư dân nữa rồi. Cô đang đi lang thang ngoài đường. Chào cô ạ. Cô cầm cuốc đi đâu ấy? Đi trồng ngô. À, đi trồng ngô á? Sắp bây giờ 10 giờ rồi mới đi trồng à? Nhà cô ở đâu? Dạ, ở trên nhà văn hóa. À thế à? Cái làng này có khoảng bao nhiêu gia đình nhỉ cô? Bao nhiêu hộ dân ạ? 52 hộ. 52 hộ. À, và mình là người Dao gì hả cô? Dân tộc Mạn Tuyển. Dao Tuyển à? Vâng. À, Dao Tuyển, đúng rồi. Dao Tuyển, đấy, mọi người nhìn cái bộ trang phục thì có thể sau này các bạn gặp thì cũng có thể phân biệt được nhé. Đây là những người Dao Tuyển. Nhưng mà cô đi làm muộn thế nhỉ, 10 giờ mới đi. Đấy. Những ngôi nhà ở đây thì họ làm dựa vào cái thế của cái sườn đồi này. Và tôi thấy rằng là họ cũng không có quy hoạch theo một cái phong cách nào hết. Là cứ thấy chỗ nào có thể cất được nhà thì họ cất thôi. Nhưng mà khi mà nhìn tổng thể thì nó lại tạo ra một cái bức tranh nhìn nó rất là ấn tượng. Thêm những cô bé ở phía trong ngôi làng này rồi. Chào các cháu nha. Các cháu đi đâu đấy?
À, đi chơi. Chào ông ạ. À, chào chú chứ nhờ, chào chú. Chú đang làm gì đấy? Đây là những cô bé. Chắc cháu không đi học à? À, hôm nay nghỉ à? À, chú đang làm gì đấy? À, làm cán cuốc à? À, cái cuốc cán cuốc này có vẻ hơi ngắn ấy nhỉ? Đúng không? Dài rồi đấy. Dài rồi hả? À, cái này cũng vừa thôi. À, cái nhà chú ở đâu ạ? Đây. Nhà này luôn ạ? À? Ừ. À. Ui, ở đâu có 2-3 rô đấy chú? Nó chơi nghịch. À, vẫn đang chơi Tết à? Tôi biết nó chơi được, chơi hết rồi nó nghịch. À, chưa hết Tết à? Ừ. Mình nhà ngồi nói chuyện với chú vừa nghe thấy 2-3 rô ở phía dưới nghe có vẻ khí thế. Chắc nó nghỉ, hôm nay nó nghỉ ở nhà. À, hôm nay nghỉ ở nhà để ăn chơi đúng không? Vâng. À, sau một khoảng thời gian thì tôi đã tập hợp được rất nhiều những người dân ở ngôi làng này vì họ tò mò với cái chiếc máy bay và nhất là những cái đứa trẻ nhỏ như này này. Các cháu có muốn vui vẻ một chút không? Ăn kẹo không? Có. Có hả? À, ok. Anh cũng là người dân ở làng này hả? Vâng. À, anh em ở xa đến đấy thì cũng chưa biết nhiều về làng mình ấy, anh có thể đưa em đi chơi một chút được không? Được nhá. Cũng rảnh à. Đúng ngày ở nhà không thì anh... À, hôm nay anh cũng rảnh nhỉ? À, ok. Ngày hôm nay tôi có chuẩn bị một túi kẹo rất to này, các cháu chia nhau nhá. Rồi. Cảm ơn chú nào. Cháu cảm ơn. Nói to to lên. Cảm ơn. À, thế các bé ở đây là hầu như là được đi học hết đúng không? Đi học hết. À, cháu nữa hả? Xuống đây. Xuống đây xem nào. Cháu ơi. Có hai cô bé chắc là lớn tuổi rồi đúng không? Chắc là cũng thiếu nữ rồi thì phải. 8 rồi đấy. À, lớp 8, lớp 9 rồi à? 8, lớp 9. À, thế anh tên là gì? Mình tên là Minh. Minh à? Tại mình là bí thư đoàn của bản. À, bí thư đoàn của bản à? Ồ, may quá, tôi gặp đúng người rồi. Tôi đã quen được anh Minh. Anh Minh sinh năm bao nhiêu? Em 94. À, 94 à? À, thế là gọi nó em thôi. Thì bản này thì có cái điều gì đặc biệt thú vị không? Có thể chia sẻ một chút cho anh được không? Bản mình thì cũng gọi là về văn hóa thì có nhiều đấy, nhưng mà nét đặc sắc thì chỉ có những cái gọi là các con trai mà lớn thì có ngày lễ tổ cải, các kiểu là vẫn còn giữ lễ tổ cải ấy ạ? Tổ cải gọi là lễ cấp sắc ấy. À, cấp sắc. À, cái cấp sắc thì mình nghe nhiều rồi. À, chào cô chú ạ. Cô chú đang làm gì đấy? À, không làm gì ạ? À? À, cháu để ý thấy là ở đây có rất là nhiều cái cây chít như này này. Thì buổi sáng cũng gặp một cô đi bán chít ấy, thì cái chít này mọi người lấy ở đâu? Lấy ở trên rừng. À, trên rừng ạ? À, cái này thì nó có mùa mới lấy được ạ? Ờ, nó Việt Nam mình có mùa. À, bán cho người Việt Nam thôi đúng không ạ? Mùa chít là tháng 12. À. Vào tháng 11, tháng 12 nó có bơm chít. À. Là nó có phải kinh tế chủ lực ở đây không? Hay là chỉ là cái này chỉ là phụ thời vụ thôi. Thời vụ thôi đúng không ạ? Vì cái này hình như theo cháu được biết thì mình chỉ trồng ở trên đồi đúng không? À, mình có trồng đâu, nó mọc tự nhiên. Mọc tự nhiên đó. Đúng rồi. Tự nhiên thì cứ... Vào nhà đi cháu. À vâng. Hãy cứ thử vào nhà cô chú chơi một lúc nhỉ? Thì đây là một cái ngôi nhà người Dao mà khá là truyền thống đúng không hả Minh? Vâng, đúng rồi. À. Thì ngôi nhà của người Dao có cái gì phải chú ý đặc biệt không? Ví dụ khi mà một người lạ đến. Thật ra thì không có gì. Chỉ là nếu mà mình tổ chức làm lễ hoặc là gì khác ấy. Nếu mà có kiêng thì mới kiêng. Chứ bình thường ở đây là không có gì cả. À, không có gì đâu. Tôi để ý thấy nhà của cô chú bên trong cũng rất là rộng rãi và sạch sẽ gọn gàng ấy. Và tôi thấy còn có một cái chiếc tủ lạnh rất là to như này. Đấy, chứng tỏ là cái đời sống của gia đình cũng rất là tốt. Và khu vực bếp cũng như là nhà thì cũng thông với nhau, không có tách biệt ra thành từng cái khu riêng biệt. Bếp thì cũng bắt đầu bốc khói rồi, không biết là cô chú đã chuẩn bị nấu cơm trưa chưa? Đấy, nồi niêu xong chảo thì cũng rất là gọn gàng so với một vài đồng bào khác. Ôi! Các cháu đi chơi với chú hả? À,
Đội con nhí nhố bắt đầu thấy thích thú rồi. Thế là... Vâng, thế cô chú thì năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 50 rồi. À, 50 rồi ạ? 51 ạ, vâng. Thế nhà mình thì có đông con cái không? À, chú? Dạ. Nhà mình có đông con cái không? Không. À, đấy ạ. Vâng. Thế công việc chính của chú là làm gì ạ? Không làm gì đâu. À, không làm gì ạ? Thế không làm gì sao mà nhà lại giàu này? Ở đây chủ yếu là làm nương rẫy, xong trồng khoai, trồng những cái cây ngắn ngày ấy là chủ yếu. Mình thấy có rất nhiều những cái đồi chuối ấy. Vâng, chuối bây giờ thì không phải là cây chủ lực rồi. À, hiện tại chuối thì đang là hết mùa đấy. À, nhưng mà nó chưa phải là cây chính ở đây đúng không? Mọi người cũng sẽ không tập trung quá nhiều vào việc trồng chuối đúng không? Vì nó còn bắt đầu từ năm 2020-2021 là chuối là hết mùa, hết vụ. À. Xong bây giờ hiện tại là đang chuyển sang trồng sắn với khoai, cái khoai sọ. Rồi. Vì mình còn phụ thuộc vào cái nguồn ra nữa đúng không? Trung Quốc có nhập hay không thì mình mới trồng. Đúng rồi, vì ở đây rất là gần Trung Quốc, nhìn qua bên kia một chút thôi, một quả đồi thôi. Phía bên kia sông chính là đất của nước bạn rồi. À, những cô bé, cậu bé. À, thế cháu chưa có kẹo à? Cháu không ăn. À, cháu không ăn hả? À. Vâng, vâng. Cháu mời chú uống nước ạ. Đấy. Khi mà lên vùng cao thì thường chúng ta sẽ được gia đình mời vào nhà uống nước. Đó. À, đầu xuân năm mới cháu chúc gia đình chú thật nhiều sức khỏe ạ, an khang thịnh vượng ạ. Rồi cháu ạ, xin phép đi chơi một chút nữa ạ. Vâng, cháu chào cô chú nhé. Vâng, đi, tôi với Minh lại tiếp tục đi. Đây, các cháu có đi chơi cùng chú không? Đi. Đấy, có một đội quân như nhố luôn. Minh ơi, thế thì ở đây ấy, cái việc học của mọi người cũng như là các em nhỏ và các bạn lớn ấy thì mình đi qua đây. Ừ, đường, qua đây nhá. Đường chỗ này đi hơi khó. Đấy thì như các bạn nhỏ ở đây thì cái lực học có tốt không? Cũng cơ bản là đạt, nhiều bạn được giấy khen lắm. Vì chủ yếu bây giờ là xuống trung tâm học hết ở dưới trường tiểu học Đoàn Kết ở khu vực giữa xã Malizwa và xã Hồi Luông. À, thì ở đây cũng là điểm trường thôi đúng không? Chưa phải một cái trường chính đúng không? Đây là điểm trường. À. Bây giờ chỉ có mầm non ở đây. Còn tiểu học là từ lớp 1 là phải xuống dưới trường... trường à rồi phải xuống trường chính trường... Thế còn có bạn nào mà kiểu đi học chuyên nghiệp kiểu đại học rồi là cao đẳng gì đó cái bạn của mình hiện tại là cũng chưa cái bạn này là hình như là có cái truyền thống là không hiếu học lắm hay sao. Các bạn là hay nghỉ học từ lớp 9 trở đi. Có một số ít bạn học sang lớp 12 thôi. Thế là lớp 9 là đã kết thúc cái sự nghiệp học hành rồi. Vâng. Và thường sẽ đi làm gì? Đi lập gia đình hay là đi... Các bạn bây giờ là chủ yếu là đi xuống các khu công nghiệp làm ấy. À. Thì nó cũng giống như tình trạng chung của rất nhiều những cái vùng đất khác đúng không? Là vâng. Sẽ đi làm thuê rất là sớm. Ở đây đoàn thanh niên và ban quản lý bản cũng rất là phối hợp với gia đình để mà vận động đi học tiếp, nhưng mà các bạn lại chủ yếu là không thích đi học nữa. Thế thì có một cái trường hợp nào mà học rất giỏi không nhưng mà lại không có điều kiện để đi học? Cái này thì cũng có một bạn đang là hộ nghèo. Nhưng mà cũng được hỗ trợ, bây giờ đang học cấp 3 ở dưới Thái Nguyên. À, là được địa phương đưa đi học à? Vâng. À, thế thì tốt quá rồi. Còn những bạn nhỏ hơn thì sao? Ví dụ những cái bạn này, có bạn nào học thường rất giỏi không? Ở đây ấy. À, có đứa nào học rất giỏi không? Không biết nữa. À, cháu hả? Cháu học rất giỏi à? À sao cứ đùn đẩy nhau đây? Đùn đẩy nhau. Hai bạn cùng lớp. À, cùng lớp à? Thì... bọn trẻ con thì lúc nào nó cũng vô tư như vậy. Vâng. Còn hay ngại nữa. Đây thì
cái chuyện lập gia đình ấy có bị tảo hôn hay sớm quá không? Bây giờ thì cải tiến rồi, mọi người cũng không có cái trường hợp nào mà xảy ra cái trường hợp tảo hôn và kết hôn sớm. Cũng tiến bộ rồi đúng không? Bây giờ hầu như là nhận thức của người dân Anh tiến bộ rất là nhiều. Theo anh được biết thì đây là ngôi làng của người Giao, Giao Tuyền đúng không? Giao Tiển. Giao Tiển á? Không phải Giao Tuyền à? Không phải. Giao Tiển. Ở đây cũng lần đầu tiên mình nghe thấy ấy, thì có cái điều gì mà khác biệt so với những người Giao khác về ngôn ngữ? Ngôn ngữ thì có khác nhau, có Giao đầu bằng này, có Giao đầu nhọn Em không biết kể, nhưng mà Giao đỏ hay là Giao gì ấy. Ngôn ngữ nó có khác một tí, nhưng mà na ná giống nhau thôi. Nhưng mà cái lúc mà mới gặp nhau thì nói chuyện, kể cả gặp lâu lâu cũng không hiểu. Chỉ có một vài câu, ví dụ như ăn cơm uống nước là hay giống nhau. Đúng rồi. Đây, tôi lại gặp thêm những cô thiếu nữ của làng. Có được đứa nào vừa xin ăn kẹo cùng nhỉ? Cháu hả? các cô gái rất là trẻ luôn. Đây. Như mọi người có thể thấy thì đây sẽ là một cái bộ trang phục truyền thống của người Giao đúng không? Vâng. Cái này là áo từ cổ xưa rồi. Từ cổ xưa rồi đấy hả? Nhưng mà chị này đang cụ như là cụ Câm. Cụ hay là cô? Cô hơn Câm. Đúng không? Vì cái lứa tuổi này không thể nào là cũng khoảng là năm gần 60 rồi. Cô có nghe được không? Nghe được nhưng mà không nói được. Chào cô nhá. Vâng. Thì đây mọi người thấy rằng là cái bộ trang phục thì nó cũng rất nhiều những cái hoa văn rất là sặc sỡ. Đặc biệt là của cô bé này thì đây là một cái bộ chắc là cũng đắt tiền đây. Bộ này mà làm ra thì khoảng tầm 2 triệu. 2 triệu của đúng không? Con gái của bé như này ấy. Nhưng hơn, cái bộ này thì 2 triệu. Cái bộ này thì sẽ mặc vào những cái dịp Tết hay là thường thì bây giờ có các chị em lớn tuổi khoảng tầm 30-40 ấy, thì hay mặc thường xuyên. Nhưng mà bây giờ các đứa mà từ khoảng dưới 30 là chỉ có ngày lễ, ngày Tết mới mặc. Rồi. Nhưng mà tôi cũng muốn quan tâm một chút tới cái cô bị Câm này. Thì cái cô này gia đình cô như thế nào? Gia đình cô ở dưới này cũng là gia đình có truyền thống văn hóa của bản. Anh có thể đi về nhà cô chơi được không? Được. Đi hay chắc là bây giờ ông đang ở nhà, ông cũng hiện tại là bị khuyết tật. Nhưng mà mới bị chưa lâu. Gọi là không biết là bị phong thấp hay là gì mà thế được rồi, mình cứ thử về nhà cô chơi đi nhỉ. Cô ơi, đi về nhà mình đi. Tiếng Giao đi về nhà là gì? Múc giàu. Mù giàu. Mù giàu. Mù giàu. Mù giàu đi. Mù giàu. Mù giàu. Đi. Mù giàu. Mù giàu. Thế còn đi chơi thì là gì? Đi chơi là nình ải đào. Ải đào. Ải đào. Thế còn là ví dụ xin chào thì là gì? Xin chào thì ví dụ như gặp anh thì anh tới bạn em chơi thì không có một câu xin chào nó cụ thể ở đây. Đúng không? Rồi mình hiểu rồi, nó sẽ là những cái câu chào nhau cụ thể hơn. Chào hỏi nhau. Đúng đấy. Rồi, nó câu cụ thể hơn. Vâng. Anh tới làng em chơi đấy chứ không phải là xin chào. Đấy. Nó sẽ tùy vào cái ngữ cảnh thì nó sẽ có những cái câu cụ thể chứ nó không có một câu kiểu xin chào hay hello hay là ni hảo hay như nào đấy. Vâng. Các cháu đi trước đi. Thế các cháu có sợ cô này không? Không à? Các cháu có yêu quý cô ấy không? Có hay không? Có à? Vừa từ đứa nào bảo không đây. Thằng bé đi trước bảo không à? Hầu như mấy cháu còn bé là được cô bế suốt đấy. Đấy, thì cô có vẻ là nếu các bạn nhỏ thì cô sẽ có một cái khả năng là trông trẻ con tốt đúng không? Đấy, thì những đứa nhỏ này đều là một tay cô bé. Đấy. Thế đây là con gái của Minh à? Con gái của em. Ôi trời ơi, con gái xinh gái thế nhỉ? Con trai, con gái này. Đây con trai à? Đây con trai lớn.
Rồi, nói chung là một trai một gái thì quá là đẹp rồi. Cô này thì tôi nghĩ rằng là cô cũng không có gia đình. À không lấy chồng. Không lập gia đình. Ừ, không lập gia đình. Là cũng bị bẩm sinh từ nhỏ đúng không? Vâng. Đó. Ở đây thì khi mà sống gần Trung Quốc như vậy ấy, thì mình có bị ảnh hưởng nhiều không? Không ảnh hưởng gì nhiều. Thì theo anh được biết thì người Dao là có nguồn gốc di cư từ Trung Quốc sang mà đúng không? Vâng, đúng rồi. Vẫn duy trì thăm thân ở hai bên nhưng mà mình không có các hoạt động gì khác. Thế là cũng mai một đi rồi đúng không? Mai một đi rồi. Bây giờ từ năm 20 trở đi là không thể thăm thân được. Đấy. Có một cái điều anh cũng thấy rất là hay ở ngôi làng mình, tức là hầu như ở trước cửa ngôi nhà nào cũng có trồng một cây mận, mận trắng ấy, thì cái đấy là có một cái ý nghĩa gì không? Không phải là phong tục gì đâu, chỉ là mọi người quen hay là mình mang về thì trồng luôn, trồng ngay ở gần nhà ấy thì gọi là trồng ngay trước cửa thôi chứ không có văn hóa gì cả. Nó không phải là một cái truyền thống lâu đời đúng vâng. không? Cái cây đấy thì ngoài cái phục vụ hoa ra thì nó còn là cây ăn quả nữa. Vâng. Thì mọi người có thể cũng quan sát trên cao là có tăng thêm một chút thu nhập cho mọi người. Có thể bán ra tiền nữa đúng vâng. không? Đấy, thì mọi người có thể quan sát trên cao là rất nhiều những ngôi nhà ở đây hầu như là gia đình nào cũng có một cái cây hoa mận ở trước cửa. Nhưng một đồi hoa mận thì không có. Vâng, nhưng mà nếu mà trồng được một đồi thì sẽ đẹp hơn rất nhiều. Vâng. Tôi nghĩ rằng là cái địa hình núi đồi như này cũng rất thích hợp để mọi người có thể trồng được rất nhiều những cây hoa mận và thành một cái cây kinh tế. Vâng. Sao thì cái đó chắc là Minh là người hiểu nhất, thì Minh là bí thư ở đây mà đúng không? Mình sẽ hiểu nhất là nên trồng cây gì. Đấy, con đi xuống trước đi. Đợi cô ấy. Vì tôi thấy cái cách đi của cô nó cũng hơi khó khăn khó với khăn bình đấy. Thường. Đúng không? Đó. Đấy, để đi vào được ngôi nhà của cô thì phải đi qua một con đường đất. Nhưng mà có một cái điều mình cũng thấy rất là thú vị là những đứa trẻ đây nó rất là bạo dạn ấy. Nó không có nhát người, nó không sợ người. Và hầu như là các cháu nói tiếng phổ thông rất là tốt nhỉ? Vâng, bây giờ thì được đi học đầy đủ ấy, nên là các cháu cũng mặc dù đây là một cái khu vực mà nó rất là xa xôi và cái đường đi vào nó cũng rất là khó, và đặc biệt là nó cũng giáp biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhưng mà các cháu ở đây thì nói tiếng Kinh rất là tốt, thì đấy là cái mà mình thấy rất là tuyệt vời. Nhà cô có nuôi một con vẹt này. Ôi bên này còn có hai cô cậu bé nữa. Chiếc cửa nhà thì có một cái sân rất là to để phơi phóng. Các con đang đây là đang học mầm non. Gia đình thì tôi còn thấy là có cái đầu thu ca cộng ở trên này, tôi nghĩ là rất là xịn luôn đấy. Xem được rất nhiều những cái nội dung hay và nội dung mà chúng ta phải trả tiền mới xem được ấy. Thì chứng tỏ rằng cái đời sống ở đây nó rất là tốt luôn, tốt rất nhiều so với những cái nơi khác. Em gái đang chuẩn bị may áo này. Đâu? Đây. Đây à, cô ấy đang may áo à? Em gái. Em gái của cô ấy, cô Câm đúng không? Đúng không? Cô Câm tên là gì nhỉ? Tên dân tộc, có tên dân tộc. Thế à? Cô ấy tên là gì ạ? Có một cái tên là Lý Thị Lìu à? Em nhớ hình như là trong Lý Thị căn cước có một cái như thế. Cô Lìu đúng không? Còn bên này thì cô ấy đang làm một cái bộ trang phục truyền thống. Thì một cái bộ này thì cô làm hết khoảng bao nhiêu lâu hả cô? Em làm hết một tuần rồi. Một tuần à? Nhưng mà để hoàn thiện thì làm hết trong khoảng bao lâu? Muốn làm nhanh thì cũng chắc khoảng 2 tuần gì đấy. 2 tuần. Nhưng mà sao mình lại có một cái đèn pin ở trên đầu ấy nhỉ? Trời còn sáng. Trời còn sáng. Vải đen nên là em tổ. Cái vải này nó đen quá đúng không? Mình phải dùng đèn pin để soi. Ôi dồi. Cái vải này là mình tự sản xuất hay là mình mua? Mình mua sợi về xong rồi mình tự dệt. Tự dệt à? Vâng. Thế thì nó sẽ công phu hơn rất nhiều những cái bộ quần áo có sẵn nhỉ? Nhưng mà mặc những cái bộ truyền thống thì nó lại đẹp hơn và nó
bền hơn, nó lâu hơn. Vì cái vải này may nó chắc chắn luôn. Thế là nhà còn có một cái chiếc máy khâu này. Một cái chiếc máy khâu mà cũng rất là cổ rồi. máy này từ thời xưa rồi. Thậm chí là có hẳn hai chiếc cơ. Ô, mấy đứa trẻ rồi kia nó đi đâu đấy? Đi lấy cám lợn. Lấy cám lợn đấy là thân chuối về thái cho lợn ăn. Ồ, cũng một đội quân nhí nhố luôn. Mấy đứa liền á, nó đi lấy cái thức ăn cho lợn. À, trẻ con ở đây cũng chăm chỉ ghê. Đi thử vào nhà cô đi nhỉ. Cô này thì hiện tại cô cái khả năng lao động thì chắc cũng không có nhiều nhỉ. Không có khả năng lao động. Ừ. Chủ yếu là ở nhà. Nhưng mà hơi tối. Nhà thì tôi thấy cũng khá là đầy đủ. Thậm chí là có một cái điều mình thấy cũng khá là bất ngờ là gia đình có một chiếc két sắt. Một chiếc két sắt rất là to này. Có vẻ đây có chỗ ngủ của một. Tôi đang tóm cuốn tiến lọ. Chào chào ông ạ. Đây là ông bị đấy ông bị ông bị đau à? Đau chân. Ông là bố của cô Câm đúng không? Vâng. Ông cũng là một cựu đảng viên. Một cựu đảng viên ạ. Vâng. Năm nay bao nhiêu tuổi đảng rồi? Chắc cũng cao rồi đấy nhỉ. 30 tuổi. 30 năm tuổi đảng rồi ông. Vâng. Ông thì đau chân phải nằm một chỗ. Vâng. Quan sát qua thì tôi thấy gia đình cũng rất là rộng rãi. Và đặc biệt ấy, thì tôi thấy ở đây họ có tủ lạnh. Ở nhà nào cũng có một cái tủ lạnh như này à? Vâng. Đấy, đời đây sống là cao. Thóc. Thóc thì cũng rất là nhiều luôn. Nói chung là khá là đầy đủ, khá là trù phú ấy. Không, cái chuyện ăn uống không phải lo nữa nhỉ? Vâng. Ui, và đặc biệt này, mọi người này. Gia đình có rất nhiều những cái thịt treo. Một cái này cực kỳ nhiều luôn đấy. Đây này, cái này nó hình như là còn dán lên đúng không? Dán rồi, dán lên mỡ. Ừ, dán lên mỡ xong rồi lại treo lên một lần nữa. Còn những cái tảng thịt phía bên này thì là thịt tươi. Tôi thấy nó còn bắt đầu chảy ra những cái nước muối. Nước muối à? Ừ. Nguyên một cái đầu lợn nhỉ? Để mấy cái đầu lợn? Cái chân. Chân. Đây là cái chân giò. Thịt đầu này. Đây mới là cái thịt đầu này. Ui, gia đình có rất nhiều những cái thịt này. Cái thịt này thì sẽ sử dụng vào những cái gì nào hả Minh? Thường thì để đây xong ăn dần. Và có một cái tục là hay rủ nhau đi làm ấy. Ví dụ như hôm nay tôi rủ bạn đi làm, mai bạn lại rủ tôi đi làm thì trả công, luân phiên nhau trả công. Xong cứ tối về là mời cơm nhau đấy. Là sẽ sử dụng cái thịt này. Sử dụng cái thịt này. Rồi tôi hiểu rồi. Nói chung thì cũng rất là nhiều thịt thì chắc chắn là phải trả rất nhiều công. Vâng. Nhiều là gia đình phải làm rất là nhiều ruộng nương. Vâng. Thì mới phải chuẩn bị nhiều những cái số lượng thịt như này đó. Đặc biệt là ngày rằm 15 ngày mai ấy, thì sẽ có một cái ngày rằm, lại là một ngày ăn Tết của đầu năm. Ngày mai lại có Tết à? Mai có Tết. Hay quá nhở. Vâng. Hôm nay mình đến này chưa để vào đúng cái ngày Tết. Vâng. Rồi cái ngày ăn cuối cùng của Tết ấy nhở. Vâng. Ngày mai tôi đến đây thì tôi cũng tìm hiểu qua về gia đình thôi. Tôi cũng muốn mang tới cho cô Câm một chút cái niềm vui. Tôi nghĩ rằng là cô là một người mà chăm sóc được rất nhiều những cái đứa nhỏ ở đây. Thì cô cũng có những cái công lao rất là lớn. Và điều đặc biệt nữa là cô không có cái sức lao động ấy. Đấy. Thì tôi muốn gửi tặng cô một món quà nhỏ. Minh ơi, không biết là cô có biết tiêu tiền không? Cô thì không. Chủ yếu là cô có được trợ cấp xã hội. Một tháng là cô được trợ cấp bao tiền? Em cũng không biết, cái phần này em không nắm được. Thế à? Vậy anh thử đưa tiền cho cô có cầm không nhá? Vâng. Cháu mừng tuổi cô ạ. Chúc cô năm mới mạnh khỏe ạ. Đấy, thấy cô cầm rồi. Thay mặt cô thì cũng cảm ơn anh. Và đã mang lại một chút niềm vui cho gia đình cô. Rồi. Thì tôi cũng hy vọng rằng là cô sẽ có một chút niềm vui như là cái dịp đầu năm mới. Vì cũng có thêm những người nữa quan tâm đến cô nữa thì cô sẽ vui vẻ hơn. Vâng. Và có thật nhiều sức khỏe để bế thêm những cái đứa trẻ con khác ở ngôi làng này nữa. Đấy, để chúng nó lớn như cái tụi nhóc này nữa. Thật ra em còn bé em cũng được cô nuôi đấy. Thế à? Vâng. Đó. Chào chị nhá, chào gia đình nhá. Rồi, bây giờ mình...
lại tiếp tục đi thì bởi vì cái làng này nó cũng khá là rộng và nó có khoảng bao nhiêu hộ gia đình nhà mình? Có tổng cộng là 60 hộ anh ạ. À 60 hộ cơ. Vâng. Ồ, rất là đông. Ui, cháu đi cẩn thận nhé. Cái thời điểm lạnh nhất thì ở làng mình nó có cái hiện tượng là băng tuyết gì không? Bởi vì ở trên này nó cũng là một cái địa hình rất chưa, là cao. Chưa có hiện tượng xảy ra đến mức độ là băng và tuyết nữa. À thế à? Vâng. Mà dù cái địa hình nó cũng khá là cao nhỉ? Ở đây thời tiết thấp nhất chỉ rơi vào khoảng 5 đến 7 độ thôi. À thế thôi đúng không? Ừ. Thì cũng vẫn ở cái mức là chịu đựng được, nó chưa quá khắc nghiệt. Vâng. Cái hoạt động đầu năm của ngôi làng ấy thì có những cái gì không, như là văn nghệ hay là những cái trò chơi dân gian truyền thống không, hay là đi nơi khác chơi? Bản thì không tổ chức văn hóa truyền thống gì cả. Có một cái bây giờ mới du nhập vào là hay đi giao lưu bóng đá giữa các bản với nhau ấy. À, có một cái hiện đại hơn là hát karaoke rồi uống bia uống rượu gì đấy đúng không? Vâng đúng ạ. Những ngày đầu năm ví dụ như mùng 1 là đi đi vái ở miếu. À, ở đây có một cái miếu. Có một cái miếu mà người dân tự lập. À, đấy. Rồi. Lập từ xưa, từ thời các cụ. À, vái thần rừng thần linh đấy đúng không? Vâng. Đấy, để cầu mong những cái điều tốt đẹp. Đó, thì vừa nãy khi mà đến cái làng ấy thì tôi cũng thấy một nhóm thanh niên hát karaoke rất là tưng bừng ấy. Vâng. Chắc là đấy là những người thanh niên ở làng đúng không? Thì thanh niên thật ra thì thanh niên bây giờ thì hầu như là đi xuống các khu công nghiệp làm hết. À, chưa còn qua rằm mà đã đi rồi à? Vâng, có một số còn lại ở nhà làm giấy cùng bố mẹ là ở lại thôi. À, thế cũng chăm chỉ nhỉ, chưa qua rằm mà đã đi hết rồi. Vâng. Thì cái thời điểm đông thanh niên nhất chỉ là cái lúc mà là Tết thôi. Tết thôi. Đấy, tưng bừng nhất thôi. Còn bây giờ thì vắng, chỉ có trẻ con, người già và một vài người như Minh. Minh thì làm cán bộ địa phương rồi, không thể... Vâng, em không thể đi xa được. Không thể đi xa được. Và cũng phải có những cái người như Minh thì địa phương mới ấy được, đúng không? Có người chăm lo được chứ đi hết thì toàn trẻ con với người già ở nhà thì cũng buồn lắm nhỉ? Vâng. Nhờ không có phong trào gì nữa. Ôi, cái hoa... Đây là cái mận đúng không? Cái mận. Ui, cái cành hoa mận này mọi người nhìn này. Rất là cảm xúc luôn. Đấy, trắng toát từ đầu đến chân, đến gốc cây luôn. Hoa này thì cái màu của nó cũng khiến chúng ta cảm thấy rất là xuân ấy, rất là thích. Vâng. Bây giờ thì thử vào một cái ngôi nhà mà rất nhiều thanh niên xem nào. Có cái gì thú vị không? Xem mọi người chơi những cái gì. À, đây có vẻ như là một gia đình mà họ bán thêm đồ tạp hóa đúng không? Vâng, đợt trước có bán đồ tạp hóa. Đó, thấy bán rất nhiều rượu nữa. Đây sẽ là nơi ăn chơi của thanh niên làng đấy nhỉ? Vâng. Nơi tụ tập. Ấy. Đó. À, chào cô ạ. À, chào cô. Đây là cái thời điểm đầu năm thì rất nhiều những cái người dân ở ngôi làng tập trung ra đây để vui chơi. Cũng không có gì nhiều đâu, chỉ cần một chiếc loa nho nhỏ như này thôi. Đó, và những câu chuyện thôi. Thì mọi người sẽ vui chơi như vậy, cũng khá là đơn giản. Thế chị chưa đi làm à? Dạ, vừa mới về hôm qua. Vừa về hôm qua? Làm sao vừa về hôm qua? À, đi làm tận đâu? Em Hà Nội. À, đi làm Hà Nội à? À, thế vừa mới về ăn Tết thôi hả? Hôm qua về, hôm nay về, mai ăn rằm. À, về ăn rằm mà. Vâng. À, đúng rồi. Mà mai có một cái ngày rằm nữa. Thế còn em gái này còn đi học không? Dạ không. À, thế à, đã đi làm chưa? Dạ, đang bận. À, thế à? Đấy, rất nhiều những người đàn ông của ngôi làng tụ tập để vui chơi. Thôi, tạm biệt tất cả mọi người. Giờ tôi thử về nhà Minh xem là như nào. Một ngôi nhà của bí thư ở bản. À, hay là Minh ơi, mình về nhà mình đi nhỉ? Ừ. Được không? Ừ. Đấy, ôi giời, tôi phải chui qua như này. Đâu, đi về nhà Minh đi đường nào? Nhà Minh nhà ở phía bên này hay phía bên kia? Phía bên kia. À, phía bên kia. Lại vào nhà xong sang bên này. À, phải đi ngược lại, lại vâng. Phải đi chui qua nhà nữa hả? Vâng. À, đi, thôi đi. À, đi về nhà bí thư. Em chào mọi người ạ. Vâng. Rồi. Em có phải nhà xây rất to không đấy?
không, em cũng là nhà gỗ mà bừa bộn lắm. Cũng muốn có nhà xây nhưng mà điều kiện ở đây nó khắc, cũng không phải khắc nghiệt quá. Mà nguyên vật liệu về đây là nó đắt hơn so với ở dưới trung tâm ấy. À đúng rồi. Vì mọi người biết cái quãng đường di chuyển nó rất khó nhỉ. Vâng. Một bao xi măng thì nó sẽ phải đội giá lên một chút nữa. Xong nên rồi khoảng làm... tầm 5.000. Ừ. Công vận chuyển nữa. Rồi nói chung là nếu mà chưa có điều kiện lắm thì ở nhà gỗ cũng được. Vì anh thấy nhà gỗ nó cũng cũng hay mà. Chỉ cần mình sạch sẽ ở trong nhà tí thôi là được, đúng không? Còn nhà xây thì cũng tốt thôi. Nhưng mà với góc độ của anh thì khi mà mình xây những ngôi nhà xây thì nó sẽ phá đi cái cảnh quan ở đây. Vâng. Vì bản thân mình cũng thích những cái ngôi làng nó còn nguyên sơ như này. Thì khi mà đến thì có rất nhiều những cái điều thú vị. Và cái cảnh khiến mình rất có nhiều cái cảm xúc. Và dù sao thì ước mơ xây một ngôi nhà xây của mình thì tôi cũng rất luôn luôn ủng hộ. Và hy vọng là em sẽ sớm để làm được ngôi nhà đó. Cũng nhanh thôi nhỉ. Rất mong là có một cái ngôi nhà, nhưng mà thời gian thì có thể là sẽ lâu lâu mới có được. À, đúng rồi. Thì nhà cửa thì nó nhiều khi nó cũng là cái sự cố gắng của cả một đời người đấy, đúng không? Không phải là chuyện đơn giản. Còn đi đâu mà chân đất này? Chắc là cổ cháu có đi gì tìm kia? Hình xăm à? Chắc là cái kẹo cao su. À. Kẹo cao su chúng nó có một cái hình xăm chúng nó dán vào. Ở đây đã bao giờ có khách du lịch hay là người lạ tới chưa? Chưa có. À. Cũng khách... có một cái đồi mà em thấy quang cảnh rất là đẹp. À. Không biết, hy vọng là tương lai có xây được một điểm du lịch không. À. Nhưng mà sẽ cố gắng để mà phát triển thành khu du lịch. À. À, bây giờ sao? Nguyên là cả bản là Tết thường hay đi vào cái đồi khu đấy chơi. À, là một cái điểm du lịch đúng không? Vâng. Điểm mà tức là hiện tại là mọi người đang chơi với nhau thôi đúng không? Vâng. Chứ cũng chưa có những người phương xa tới để chơi cùng. Vâng. Chỉ là những cái địa điểm để cả làng tập trung chơi cùng nhau thôi. Như được giao răng chắc. Những cái địa điểm như thế thì tôi cũng gặp nhiều. Vâng chắc. Còn ở đây thực sự mọi người là nó cũng rất là xa xôi. Nó ở cuối của Tây Bắc rồi, cuối của gần như cuối của Lai Châu rồi, nó rất là xa và nó giáp cả Trung Quốc rồi. Để đi được đến những cái địa điểm này thì tôi cũng phải bỏ ra rất nhiều thời gian, đi mấy ngày đường mới tới. Đó. Thì để mà có thể có một chút gì đấy về phát triển du lịch và có thể mang được khách từ địa phương khác tới thì nó cũng sẽ là những cái câu chuyện rất là dài nữa. Vì ở đây thì cái truyền thông rồi mọi thứ nó vẫn chưa có, tôi nghĩ là như vậy. Đổi ngược lại thì ở đây lại có những cái phong cảnh và những con người rất là dễ thương. Hy vọng là một ngày nào đấy thì ngôi làng này cũng như là mảnh đất Lai Châu sẽ được nhiều người biết tới hơn nữa. Ôi, ở đây có công trình gì này? Công trình bể nước. Cái công trình bể của nhà nước mới xin được. Ôi, đây họ là một làm công... chưa xong, đang thi công một cái bể nước của nhà nước. Ôi, các cháu cẩn thận nhá, dây điện nhá, đi xa xa ra chú thấy ghê lắm. Bản này có một cái đặc biệt khó khăn là rất là thiếu về nước uống. À đấy, nước sạch ấy hả? Nước sạch thì có rồi nhưng mà hạn chế, không đủ sinh hoạt cho cả bản đấy. À, nó không có suối nhỉ? Vâng. Đúng thế rồi. Nên là mới cố gắng xin nhà nước, họ mới bắt đầu tu sửa lại nguồn. À. Xong làm cái bể đây. Rồi, anh hiểu rồi. Và cũng được sự quan tâm của nhà nước rất là nhiều đúng không? Vâng. Thì những cái việc lớn như vậy thì chỉ có nhà nước mới làm được thôi. Vâng. Bà con thì không thể nào làm được. Vì nó tốn rất nhiều những cái kinh phí, chi phí và cả trình độ nữa để có thể làm được những công việc như vậy. Cuối cùng thì cũng tới nhà của Minh. Đấy, cũng trước nhà cũng có một cái mận rất là to. Thì mùa nào thì bắt đầu có mận để ăn nhỉ? Vào tháng 4 của dương lịch. Tháng 3, 9 và 9 là vào tháng 5, tháng 6. Ừ. Ôi, nhà Minh nhá, tôi thấy một chiếc xe máy rất là xịn luôn này. Còn Honda Winner X.
Nhìn rất là chiến luôn. Cái này mấy chục triệu ấy mọi người ạ? Lúc em mua là 51 triệu. Ôi, 51 triệu. Vâng. Ôi dồi ôi. Xong mua xong khoảng 2 tháng nó dồn giá xuống như cái gì ấy. Bây giờ nó giảm rồi, nó còn khoảng 35 thôi. Vâng. Đấy, mình đã bị hớ mất khoảng 15 triệu. Thị trường thật là đáng sợ. Ôi dồi ôi, bừa quá. À, đây rồi. Đấy, cái điểm chung của những ngôi nhà đây là những cái chiếc tủ lạnh rất nhiều. À, một chiếc tủ lạnh à, nhãn hiệu hoàn toàn là bằng chữ của Trung Quốc. Đấy. À, bây giờ mình vẫn còn cái thóc nương này à? Vâng. Cái này là mình để làm giống đúng không? À, năm nay làm lễ tổ cải cho con ấy, nên là làm về làm lý. À, dùng để làm lý. Chuẩn bị làm cấp sắc ấy đúng không? Vâng. À. Anh đây chứ không phải là để ăn đúng không? Vâng. À, một ngôi nhà cũng rất là gọn gàng. Có vẻ là cũng nhiều khách đến đúng không? Vì anh thấy rất là nhiều chồng ghế. Vâng. Nhà của bí thư mà thì nó sẽ vui nhộn hơn. Đấy, nói đi thôi đây, rất nhiều khách này, rất nhiều những đứa trẻ của ngôi làng này. Ở đây còn chỗ nào bán kẹo không à các cháu? Có cửa hàng nào bán kẹo nữa không? Có. Có. Các cháu thích ăn kẹo gì? Ăn thạch không? Có thạch không? Có. Có thạch nhá. Thế chú ở đây chơi nhá, chú cho tiền các cháu đi mua thạch được không? Được. Nhá. Thế thằng nào cầm đầu nào? Thằng nào cầm đầu đi mua thạch nhỉ? Thằng này cầm đầu nhá. bao nhiêu tiền thì sẽ đủ mua? 12. 12.000 á? Không bằng này đứa cơ mà. Bằng này đứa thì bao nhiêu tiền? Hả? À, thế cầm đầu nói ra bằng này đứa thì sẽ phải bao nhiêu tiền, thử nhân lên nào, một hộp thạch là bao nhiêu tiền, nhân lên nào, sẽ xem là học toán giỏi không nào. 12.000. Cái thạch bé bé như này đúng không? Thạch to ấy. Hay thạch to ăn cho sướng. Thạch to thì chắc phải 50.000 á? 50 hả? 50 đúng không? Làm sao đủ hết tất cả các bạn đây là được nhá. Có cần thêm không? Không cần thêm mà. Thôi. Đủ chưa? Đây cho thêm nữa, cứ mua hết đi. Sợ thiếu. Thôi cảm ơn chú chứ. Chú quý chú cho. Rồi ok. Rồi. Chúc các bạn ngon miệng nhá. Ngoan nhỉ? Những đứa bé đấy ngoan thế. Cái điều đặc biệt đó, tôi thấy gia đình mình ấy, là tôi vừa để ý là có cả trang bị internet đúng không? Vâng. Ấy. Cái này là một tháng nó phải mất khoảng 160.000. 180, em 180.000. Gói 180. À, đấy. Thì có thể mấy gia đình dùng chung ấy nhỉ? Hay là một em dùng cá nhân em thôi. Cá nhân thôi hả? Vâng. Khá là đầu tư đấy. Em là tín đồ công nghệ nên là... À, tín đồ công nghệ hả? Vâng. Thế em đam mê những cái gì? Em có đam mê nhưng mà không có điều kiện để theo ấy nên là thôi. Đấy. À. Tín đồ công nghệ thì cũng phải đam mê nhiều thứ đấy. Nên dù sao thì ở cái một ngôi làng này mà trang bị những cái thiết bị wifi di động này thì cũng sẽ mang lại được rất nhiều những thông tin bổ ích cho mình cũng như là mọi người xung quanh và đặc biệt là lũ trẻ nhỏ nữa. Sau một lúc thì các cháu đã mua được rất nhiều cái bánh kẹo. Đã mua hết tiền chưa? Vâng. Wow, rồi ok. À 5 gói thạch à? Rồi. Rồi không sao, mua hết là được rồi. Ở đây thì có một cái mâm nó cũng rất là đặc biệt này. Một cái mâm đan hoàn toàn bằng thủ công, bằng tre này. Và nó rất là cao. Thậm chí là phía dưới nó có thể nhốt được cả gà với mèo gì đấy. Thì nó thành một cái đế. Và phía bên trên thì các cháu đang bày bánh kẹo. Tôi không ngờ là bọn trẻ con đây nó ngoan đến mức độ như vậy. Mua về và phải bày ra xong rồi cùng nhau ăn chung với nhau này, nó rất là đoàn kết và nó rất là vui. Đấy. Chú mời các cháu nhá. Oanh chén thoải mái. Rồi. Ngoan lắm. Rồi. Oanh chén thoải mái nhá. Đây là những cái thế hệ tương lai của ngôi làng. Đấy, những cô bé, cậu bé rất là dễ thương. Đấy. Này thế chú hỏi các cháu có biết tiền mừng tuổi với lì xì không? Ở đây là có mừng tuổi với lì xì không? À không à? Có biết nhưng mà ở đây là không các cháu không được lì xì đúng không? À.
Sau một lúc thì cô Câm cô cũng tới nhà anh Minh, tới nhà Minh chơi. Đấy, xem các cháu có mời cô không nào. À đấy, rất là ngoan. Đúng là người có công mà bế rồi nuôi các cháu lớn thì các cháu cũng rất là yêu quý cô ấy, rất là tình cảm. Ngoan quá. Sau một loáng thôi thì Minh đã chuẩn bị xong mâm cơm rồi, một mâm cơm rất là ngon. Và cái điều đặc biệt đấy là mọi người nhìn này, đây là cái mâm mà mâm hoàn toàn bằng thủ công ấy, mâm được đan bằng tay và nó sẽ chia thành hai phần. Phần phía dưới ấy nó rất là cao và nó giống như một cái lồng ấy, mình có thể nhốt được rất nhiều thứ vào bên trong này. Còn mặt bên trên thì nó sẽ là cái mặt rất là tròn. Tôi không hiểu là họ đan bằng cách nào, chắc chắn là thủ công, nhưng mà cái mặt mâm này nó rất là tròn này. Đấy, nó tròn 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 vo luôn ấy. Đó, thì ngày hôm nay cũng có rất nhiều những món ăn ngon, đặc biệt là cái món thịt treo. Cái món thịt treo là một cái món ăn phổ biến khi mà mỗi dịp mà sau Tết ấy, đúng không Minh? Sau vâng, Tết là vâng. Sẽ sử dụng cái món này là chính vì đến tháng 3 tháng 4 à, ăn đến tháng 3 tháng 4 ạ. Đó thì cái thời gian sử dụng rất là lâu và ở đây mọi người cũng treo rất là nhiều cái thịt đó. Và đặc biệt là tạm ổn rồi, em mời anh em nhé. Ừ, ngồi đi. Đó. Và đặc biệt ngày hôm nay có một cái món mà tôi thấy mình cũng rất là cầu kỳ để chuẩn bị, đó là cái rau cải và một ít nhót ở dưới. Cái này thấy ăn như nào em? À, cuốn ấy. Xong chấm vào đây. À, cuốn xong chấm với cái bát nước mắm gừng này thôi đúng không? Đó, và một món nữa cũng vô cùng đặc biệt là món quả sổ nộm hay muối gì đấy. Cái quả này nó rất là chua. Và cái này là cái tiết lợn à? Tiết. Đúng không? Tiết lợn này, cái này sẽ sử dụng được lâu không? Lâu mà, mình để tủ lạnh. À, thì nó thành là khi nào ăn thì lại đun lên ăn. À, không phải là món chấm đâu đúng không? Vâng. À, vẫn nếu mà để có chấm có món có rau chấm thì vẫn chấm được. À, dùng cái rau này chấm được đúng không? Thì đây đều là những cái món ăn rất là ngon và được bày biện trên một cái mâm rất là truyền thống này. Cái mâm này mà nếu mà bác nào mà yêu thích decor có thể là mua về mang về dưới xuôi để dùng trong gia đình hay dùng trong những cái trường hợp khác thì cũng rất là đẹp. Ai mà có những cái ngôi nhà xinh xinh mà có một cái mâm như này nữa thì rất là tuyệt vời, tôi nghĩ là vậy. Mọi người có thể sưu tầm những cái mâm nha. Cái mâm này thì làm hết lâu nhiều thời gian không? Đan ấy. Thực ra thì em mới tập làm nên được khoảng 4 ngày là thành một cái. 4 ngày một cái. Thế nhưng mà nếu mà em không đan mà em đi mua thì sẽ mất khoảng bao nhiêu tiền cái mâm này? 500.000. 500.000 mà mua. Ờ. Cái này nếu mà vận chuyển đi xa cả cước nữa phải nhiều hơn nữa nhỉ. Tôi thì tôi rất là thích rồi. Không biết là các quý vị khán giả có thích một cái mâm như này không, nhưng mà mình rất là thích. Và có thể là sau ngày hôm nay mình có thể lấy số của Minh rồi, một ngày nào đấy em gửi cho anh những cái mâm này được không? Cũng có thể được, nhưng mà để khi nào mà tay nghề em lên đá rồi gửi anh. Có tay nghề đẹp đấy. À đấy, thì cũng có nhiều người khác làm được đẹp mà đúng không? Vâng, có nhiều người khác làm đẹp lắm. Và cái điều nữa là nó cũng gần giống với cái mâm của người Thái, nhưng mà người Thái thì họ sẽ làm bằng nhôm thôi. À. Đây thì làm thấp hơn một chút, cái này nó rất là cao. Yeah. Vừa tầm. Vừa tầm. Xin mời anh em này. Rồi xin mời đi, mình nói nhiều quá là mọi người chờ. Rồi, chúc sức khỏe em nha. Chúc sức khỏe các chú ạ. Rồi, chúc là giao quen ạ. Rồi, chúc sức khỏe mọi người. Rồi, em mời mọi người ạ. Mời nhau nhé. Em đưa tiền uống hết đi. Đây là rượu gạo. Là rượu từ gia đình rượu từ gạo đây. Nó không quá nặng đâu. Rồi, nói quá rồi chắc là em mời anh em đi. Mời anh em ạ, mời các anh, các chú. Mời em nha. Nào.